Phúc Nguyên kính chào quý vị. Chúc quý vị có một buổi trưa của những ngày giáp Tết thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Trong chương trình ngày hôm nay, 8 tháng 2, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị nhiều nội dung đáng chú ý. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các đơn vị bảo đảm an toàn, tạo thuận lợi cho người dân về quê đón Tết. Thành phố Bà Rịa khai mạc đường hoa xuân Giáp Thìn 2024 với chủ đề Bà Rịa phát triển bền vững. Phần tiêu điểm 60 cộng hôm nay chuyển tải thông tin về công tác chăm lo Tết cho người dân, nhất là những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước hết là thông tin chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về việc tăng cường kết nối logistics, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông lâm thủy sản. Theo Thủ tướng Chính phủ, trong bối cảnh hiện nay, việc hoàn thiện hạ tầng hệ thống logistics phục vụ sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Ngoài đường bộ, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành có giải pháp nâng cao năng lực đường sắt, xây đường chuyên dụng để tăng vận chuyển nông sản sang Trung Quốc. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc triển khai công điện số 10 của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2024. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc, các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng vận tải, an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa, nhất là dịch vụ vận chuyển hành khách trên đường bộ, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Tết. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc, xe chở quá số người quy định, tăng giá vé trái quy định, giảm thiểu tình trạng chậm hủy chuyến trong lĩnh vực hàng không. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã đến thăm chúc Tết Công an thành phố Vũng Tàu, Công an 17 phường xã, nhà tạm giữ Công an thành phố Vũng Tàu, đại đội cảnh sát cơ động thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Phát triển Công viên Cây Xanh và Đô thị Vũng Tàu và Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị thành phố Vũng Tàu. Đoàn lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đã nghe các đơn vị báo cáo nhanh về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, công tác chăm lo đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ nhân viên người lao động trong năm 2023, công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán 2024 của các đơn vị. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu yêu cầu các cơ quan đơn vị tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cấp bách thời điểm trước, trong và sau Tết. Qua đó bảo đảm cho nhân dân thành phố đón Tết an toàn, đầm ấm. Với chủ đề Bà Rịa phát triển bền vững, tối qua ngày 7 tháng 2, tức 28 tháng Chạp, đường hoa xuân Phạm Văn Đồng thành phố Bà Rịa chính thức khai mạc, phục vụ bà con nhân dân du xuân thưởng ngoạn. Đường hoa xuân thành phố Bà Rịa năm nay được thiết kế gồm 15 hạng mục chính với chủ đề Bà Rịa phát triển bền vững. Hàng ngàn chậu hoa với 30 chủng loại khoe sắc được thiết kế đan xen với các cụm tiểu cảnh trên khuôn viên hai bên dải phân cách đường Phạm Văn Đồng. Đường hoa này có 3 cái khu vực được xây dựng, 3 khu vực ghi dấu lại cái điểm sơn khai và qua những cái hình ảnh là lúa nước, ao sen, mây tre lá thì tiếp đến là hòa chung với sự phát triển của công nghệ trẻ trung và cái điểm nhấn lớn là sân khấu đường Nguyễn Văn Linh thể hiện cái sự kết tinh của 30 năm. Xây dựng cái đường hoa này với 15 cái hạng mục và lấy chủ đề là Bà Rịa phát triển bền vững nhằm mục đích là thể hiện cái lòng tri ân những cái kết quả truyền thống cùng với cái sự phát triển với hình ảnh của chú rồng bay lên để thể hiện cái sự phát triển mạnh mẽ, tượng trưng cho cái thành quả của thành phố Bà Rịa phát triển trong 30 năm qua. Đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm và chụp hình lưu niệm trong đêm khai mạc đường hoa thành phố Bà Rịa. Dịp này người dân còn được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, thể hiện khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ của thành phố trong tương lai về chủ đề mùa xuân quê hương đất nước. Xem cái đường hoa của thành phố Bà Rịa rất là đẹp. Năm nay tôi ấn tượng với là cái
trưng cảnh của nhà thờ Bà Rịa và nhà tròn biểu tượng của cái thành phố Bà Rịa. Tôi rất là yêu thích. Thấy mọi người đi chơi rất là vui mà thấy cái cảnh vật năm nay thành phố trang trí rất là đẹp. Còn dưới cái đường hoa dưới này thì thấy cũng đẹp, đẹp hơn mọi năm. Ấn tượng với cái khúc mà CPU nó chạy vòng vòng đèn hiệu ứng á, ở khúc đầu kia. Thì thấy có vẻ là không khí nó hiện đại. Hôm nay là buổi đầu tiên mình đến cái công viên này, mình cảm thấy là rất là sạch đẹp. Không những thế mà trang trí những cái nét các bạn biết rất là sắc sảo và đẹp, rất là đẹp, mình cảm thấy rất là thích lắm. Nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024, đồng thời giúp cho người dân địa phương và du khách có một điểm đến mới lạ trong dịp Tết Nguyên Đán. Từ ngày 19 tháng Chạp đến nay, Ủy ban Nhân dân xã An Dức, huyện Long Điền đã đưa vào hoạt động phiên chợ quê. Với nhiều món ăn dân dã, giá cả hợp lý, không gian thoáng mát, đậm chất thôn quê, phiên chợ đang là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách gần xa. Phiên chợ quê xã An Nhất, huyện Long Điền họp từ 16 giờ đến 20 giờ mỗi ngày với gần 10 gian hàng. Điều đặc biệt là phiên chợ được tổ chức ngay trên một tuyến đường nội đồng, không gian thoáng mát, đậm chất thôn quê, nên mới đi vào hoạt động khoảng 10 ngày. Nhưng mỗi ngày, phiên chợ thu hút từ 500 đến 600 lượt khách trong và ngoài địa phương đến thưởng thức các món ăn, nước uống, cũng như tham quan, check-in và chụp ảnh. Cảm thấy rất là thú vị, bởi vì mình cái đường đê, đường làng này á, thì nó là cái gắn với cái tuổi thơ mình lớn lên từ nhỏ nơi đây rồi, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình thấy rằng là có một cái hoạt động kiểu như là tổ chức một cái chợ quê, chợ Tết để cho bà con cũng như là những cái người tha phương cầu thực giống như mình có dịp về đây. Em biết đến cái phiên chợ quê này là do em thấy ở trên mạng chị, rồi còn về đồ ăn thì em chưa ăn nhiều, nhưng mà sau khi em ăn vài món thì em thấy ngon, đồ ăn cũng sạch sẽ cái thứ. Còn về view và phong cảnh đồ thì rất là mát, rồi rất là thoáng mát. Đây cũng là lần đầu tiên đi nhưng mà rất là thấy mới đi vô chút xíu nhưng mà thấy là thích á, bởi vì nó giống như là ẩm thực phương Tây vậy á. Những cái món ăn như vậy nó mộc mạc, nó không có cầu kỳ nhưng mà theo tưởng tượng rất là ngon đó. Không chỉ tạo điểm đến mới lạ cho người dân địa phương và du khách, chợ quê An Nhất, huyện Long Điền còn tạo việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động địa phương trong dịp Tết Nguyên Đán. Chủ trương này rất là hay, tạo công ăn việc làm cho người dân ở địa phương mình để có một cái nguồn thu nhập tốt cho cái dịp Tết này. Trong dịp Tết này mà các bà con tiểu thương ở đây mà thực hiện đúng cái nội quy của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái định hướng để cho bà con phát triển thời gian về sau luôn. Dự kiến duy trì hàng năm, xã An Nhất, huyện Long Điền kỳ vọng phiên chợ quê sẽ tạo việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, góp phần cùng địa phương xây dựng và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Thưa quý vị, Chi hội Phụ nữ khu phố 4, phường 7, thành phố Vũng Tàu tổ chức gói bánh chưng gây quỹ để hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nghèo tại địa phương. Tham gia chương trình gói bánh chưng, hội viên phụ nữ khu phố 4, phường 7, thành phố Vũng Tàu phối hợp với hội viên cựu chiến binh tổ chức gói 150 cái bánh chưng. Toàn bộ số bánh sau khi gói xong được đem bán để tạo nguồn quỹ hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em nghèo trong khu phố. Kinh phí thực hiện gói bánh gần 10 triệu đồng do hội viên phụ nữ đóng góp. Phiên chợ Xuân Không Đồng với chủ đề Xuân Yêu Thương được Chùa Khánh Hưng, huyện Long Điền tổ chức. Tham gia phiên chợ, 200 tăng ni trên địa bàn huyện Long Điền được phát phiếu mua hàng miễn phí. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 300 triệu đồng do Chùa Khánh Hưng vận động Phật tử và nhà hảo tâm ủng hộ. Câu lạc bộ Nhân Ái phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 12 thành phố Vũng Tàu tổ chức trao 200 phần quà cho người nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn phường. Tổng giá trị trao quà 60 triệu đồng. Đây là hoạt động được câu lạc bộ tổ chức thường niên nhằm chung tay giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách vui xuân đón Tết. Với mong muốn mọi người mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau, chi bộ ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đã xây dựng và triển khai thực hiện mô hình dân vận khéo năm 2024, gói bánh Tết, trao yêu thương ngày Tết.
Với nguồn lực huy động hơn 50 triệu đồng, dịp Tết Nguyên đán năm nay, chi bộ ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ đã triển khai mô hình dân vận khéo, gói bánh tét, chia sẻ Tết yêu thương. Trong năm 2024 thực hiện cái mô hình dân vận khéo, thì chi bộ và tổ dân vận thực hiện cái là ghép bánh tét là yêu thương, giúp đỡ cho những người dân có gặp khó khăn, đồng thời huy động những mạnh thường quân và những đảng viên trong chi bộ và các ban ngành đoàn thể tham gia là gói bánh tét. Thì đối với ban ấp thì mong muốn người dân là được hưởng một mùa xuân là vui vẻ, đồng thời là quà cáp đầy đủ cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn. Những ngày cần Tết Nguyên đán Giáp Thìn, dù rất bận rộn nhưng các đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn ấp An Hải vẫn dành thời gian để chung tay cùng ban ấp tham gia gói bánh nhằm mang một cái Tết ấm no hơn cho những người khó khăn. Bằng những nguyên liệu được chọn lựa kỹ càng, gói theo cả sự yêu thương, đùm bọc, mỗi người tham gia gói bánh tét đều cảm nhận được ý nghĩa nhân văn của hoạt động này. Chi bộ ấp có triển khai cái mô hình dân vận khéo thì em cũng tham gia, tuy là công việc cận Tết rất là nhiều nhưng mà em cũng dành thời gian để đến chung tay giúp sức để gói ra những cái đòn bánh được thành phẩm để trao đến cho các bà con ở ban ấp mình để được cái ngày Tết được sum thụ. Là ở ban ấp An Hải có tổ chức một cái gói bánh tét để giúp đỡ cho những người khó khăn. Ở đây thương những người khó khăn, cho nên vì vậy tôi có, chị em tôi có tham gia để mà làm bánh, để mà giúp đỡ cho cô bác ở đây, để vui vẻ, để làm, để mà tất cả mọi người đều vui vẻ để ăn cái Tết Giáp Thìn. Trong khuôn khổ chương trình, ngoài 300 đồng bánh tét được trao tặng cho 150 hộ có hoàn cảnh khó khăn, ban ấp An Hải còn trao tặng 95 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 300 đến 500 ngàn đồng và 9 thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ neo đơn, yếu thế trên địa bàn. Tết đến xuân về, cho tôi một món quà với lại một cái bảo hiểm với lại một hai đồng bánh tét. Cũng như già lớn rồi mà giờ nó cho được cái món quà Tết. Cũng vui vẻ, cũng cảm ơn ban ấp quan tâm tới gia đình nhà tôi. Bữa nay đấy có ban ấp tới thăm cho bảo hiểm và cho bánh tét. Những cái gì tôi già tôi được như vậy là tôi rất mừng, cảm ơn như vậy. Như thiệt không ấm áp vô cùng, không có là cái gì mà quý bằng cái gì tình thương của ban ấp để dành diện cho già ưu tiên như tôi như vậy. Tôi rất cảm ơn nhiều. Những phần quà được trao tặng đã tạo niềm vui, động lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn, thêm hy vọng vào một năm mới, nhiều may mắn sắp đến. Thưa quý vị, Tết là thời điểm nhà nhà đoàn viên, người người sum vầy bên gia đình. Tuy nhiên, với những người yếu thế, kém may mắn, niềm vui ngày Tết có thể sẽ không vẹn tròn. Nỗ lực chăm lo Tết cho người nghèo, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các hoạt động chăm lo, trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được triển khai sâu rộng. Từ nguồn ngân sách, dịp Tết này có hơn 89.100 người thuộc gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ Tết với tổng kinh phí 82,8 tỷ đồng. Mặt trận Tổ quốc các cấp cũng trao tặng hơn 29.000 suất quà trị giá 18 tỷ đồng, 70 hộ nghèo được đón Tết trong căn nhà mới. Và đã ghi nhận hoạt động chăm lo Tết không chỉ từ phía chính quyền các cấp mà còn có sự chung tay của cả cộng đồng xã hội với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Tất cả đang nỗ lực với mục tiêu đảm bảo mọi người dân đều có Tết. Bà Hoàng Thị Bướm đã hơn 60 tuổi, một mình sống tại căn phòng trọ ở phường 1 thành phố Vũng Tàu. Hàng ngày bà bán vé số để mưu sinh, cuộc sống bấp bênh, vô cùng chật vật. Đến phiên chợ yêu thương tại thành phố Vũng Tàu, bà Bướm nhận được hai túi quà đầy ắp những lương thực thực phẩm hàng ngày. Những món đồ được bà Bướm phân loại, sắp xếp ngay ngắn vào từng vị trí để sử dụng dần. Với bà Bướm, những ngày Tết như ấm hơn khi nhận được sự giúp đỡ từ chính quyền và cộng đồng xã hội.
Tôi rất hạnh phúc những món quà của những mạnh thường quân cho. Có như đủ hết, tôi Tết là không thiếu món gì hết, tôi cảm ơn nhiều. Để mọi người, mọi nhà có thêm điều kiện đón Tết, ngay từ đầu tháng 1 năm 2024, chính quyền thành phố Vũng Tàu tích cực triển khai các hoạt động chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đối với hộ nghèo được hỗ trợ 1 triệu 300 ngàn đồng từ nguồn ngân sách. Những hộ hưởng chế độ bảo trợ xã hội được chi trả gộp trợ cấp tháng 1 và tháng 2 năm 2024 để có điều kiện sắm Tết tươm tất hơn. Năm nay không riêng gì mặt trận thành phố tổ chức phiên chợ yêu thương mà 17 phường xã đều tổ chức những cái phiên chợ yêu thương trên địa bàn của địa phương mình là một điều hết sức là đặc biệt. Thứ hai nữa là năm nay thì cái việc mà huy động cái nguồn lực để tổ chức cho các chương trình an sinh trên địa bàn thành phố là trên 34 tỷ đồng. Ngoài các cái chế độ về chính sách, phải nói là cái sự đồng lòng, hỗ trợ, giúp đỡ và chia sẻ lẫn nhau của cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố rất là ấm áp, nghĩa tình và lan tỏa lớn trong cộng đồng. Những ngày qua, với số tiền hơn 28 triệu đồng quyên góp được, anh Lê Khắc Dũng, một giáo viên tại thành phố Vũng Tàu cùng các học trò, tự tay đi mua sắm, chuẩn bị những phần quà, rồi lại trao đến tận tay những người nghèo, lao động thất nghiệp, lao động tự do. Từ những hoạt động, anh Dũng mong muốn truyền tải thông điệp san sẻ yêu thương đến với học sinh của mình. Tôi cảm thấy rất là vui. Ảnh viện thì được mấy cô chú cho phần quà cho gia đình tôi ăn Tết. Thì tôi cũng rất mừng và cũng cảm ơn. Với tôi thì khi mình làm từ thiện không có nhất thiết là khi mình chờ mình có dư thừa thì mình mới làm, mà mình hãy cho đi những cái mình đang có thể là mình là chia sẻ một chút một ít mình để mình lan tỏa, chứ cuộc sống thì không biết khi nào là đủ cả. Khi mình lan tỏa yêu thương thì mỗi người một ý, mỗi người một tay giúp đỡ thì để làm cho cuộc sống nó trở nên nó tốt hơn, tích cực hơn. Theo phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, mọi người đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau. Những ngày qua, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh tích cực huy động các nguồn lực, tạo ra Tết ấm. Trong số này, những phiên chợ không đồng được tổ chức nhiều nhất. Ghi nhận về các phiên chợ không đồng đầy ý nghĩa, ấm áp tình người ở huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ. Huy động hàng chục tổ chức thiện nguyện, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng tham gia, nhóm thiện nguyện Thiện Sinh huyện Châu Đức đã tổ chức phiên chợ không đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Phiên chợ có 21 gian hàng, cung cấp đầy đủ các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết yếu ngày Tết. Hơn 265 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được nhận phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 1 triệu đồng. Tổng kinh phí tổ chức phiên chợ hơn 265 triệu đồng. Đến phiên chợ, ai nấy đều trong tâm trạng vui mừng, hồ hởi. Vui mừng được các nhà tài trợ đấy là hỗ trợ cho gia đình tôi trong lúc khó khăn. Nói thật chứ, từ khi nào chưa đó, mới có được món quà này là lớn nhất đó. Rồi là cảm ơn các cái bán tổ chức này cũng rất nhiệt tình, giúp đỡ. Tôi có một cái đứa con, nhà là tàn tật. Thì người ta nghĩ đến đứa con tôi, cho tôi một cái phiếu. Thì chúng tôi ngày hôm nay được vinh dự là về tại cái chùa Từ Quang này để nhận cái món quà này. Chúng tôi rất biết ơn những cái người mạnh thường quân đã giúp đỡ cho những người nghèo không có hoàn cảnh khó khăn. Nhóm thiện nguyện Thiện Sinh thành lập năm 2013, đến nay có hơn 40 thành viên. Cùng với tổ chức phiên chợ yêu thương, 10 năm qua nhóm còn tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn như xây dựng nhà, trao học bổng, nấu cơm từ thiện với tổng số tiền hơn 15,5 triệu đồng. Những hoạt động ý nghĩa từ phiên chợ không đồng mà nhóm Thiện Sinh và những nhà hảo tâm tổ chức đã góp phần chia sẻ phần nào khó khăn với những người nghèo, qua đó góp phần lan tỏa yêu thương và tinh thần sẻ chia của cộng đồng. Thị xã Phú Mỹ là địa bàn có đông lao động nhất tỉnh. Năm 2023 là một năm đầy khó khăn khi nhiều lao động bị mất việc, giảm việc khiến thu nhập giảm sút. Nhằm giúp người lao động có điều kiện đón Tết, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ đã tổ chức chợ không đồng, cung cấp các mặt hàng nhu yếu phẩm miễn phí. Đối tượng chủ yếu của phiên chợ là người lao động ở phòng trọ, lao động bị mất việc, giảm việc, lao động không về quê đón Tết.
Với phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng, người lao động có thể lựa chọn những mặt hàng, nhu yếu phẩm mình thực sự cần như gạo, mì, bánh mứt, trứng, dưa hấu. Đặc biệt, phiên chợ còn có gian hàng đồ cũ miễn phí, được ban tổ chức lựa chọn kỹ lưỡng. Sau một buổi sáng, hơn 600 người lao động trên địa bàn phường đã mua hàng tại phiên chợ với trị giá 240 triệu đồng. Thấy quà cũng nhiều, rồi tôi cũng thấy hài lòng những nhà tài trợ cho người công nhân như tôi thì kia rất là đầy đủ. Tôi cảm thấy rất là vui, rất là ấm áp. Phước Tân Phước đã cho chúng tôi những phần quà ý nghĩa để Tết này chúng tôi là có thể được phần nào, phần tiền nào cho khó khăn trong gia đình. Để tổ chức được phiên chợ này thì có sự chung tay của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân và đặc biệt là Ủy ban Nhân dân và sự chia sẻ của các cơ sở tôn giáo, các doanh nghiệp, các nhà mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn để có một phiên chợ trị giá xấp xỉ 250 triệu đồng như ngày hôm nay. Và đối với phiên chợ không đồng này thì đây là một phiên chợ đặc biệt dịp xuân. Còn lại thì cái gian hàng không đồng thì vẫn được tổ chức thường niên vào các ngày mùng 1 và 15 hàng tháng tại văn phòng khu phố ông Trịnh. Chợ không đồng là một trong chuỗi hoạt động của chương trình Xuân Yêu Thương, Tết Nghĩa Tình Tân Phước nhằm hỗ trợ chăm lo cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, lao động bị mất việc đón Tết. Ngoài phiên chợ không đồng, phường Tân Phước còn vận động trao tặng gần 1.500 suất quà Tết với tổng trị giá hơn 520 triệu đồng cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tới thời điểm này thì chúng tôi đã rà soát tất cả các đối tượng và tất cả các đối tượng đều đã được nhận quà ít nhất là 2 lần nhận quà và cơ bản là không có sót đối tượng nào hết. Chúng tôi đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng của phường. Hệ thống chính trị của phường cố gắng và tập trung để tất cả người dân trên địa bàn phường được vui xuân đón Tết, không để ai bị bỏ lại phía sau. Những chương trình ý nghĩa ngày càng nối dài, những món quà gửi gắm biết bao tình cảm của cả cộng đồng dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Tất cả đều đong đầy yêu thương, mong một mùa xuân mới mang theo những ước vọng tươi sáng hơn đến với mọi nhà. Và đến thời điểm hiện nay, việc chăm lo Tết cho các đối tượng, đặc biệt là gia đình chính sách, người có công, bảo trợ xã hội và hộ nghèo gần như hoàn tất, đảm bảo mục tiêu nhà nhà đều có Tết. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 60 cộng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự sau.